Wow, các bạn nhìn nè các bạn ơi, một con khủng long rất là to luôn. Wow, bây giờ mình sẽ lấy lại gần để cho các bạn xem được kỹ hơn nha. Wow, đây là một con khủng long Vastatosaurus, một con khủng long ăn thịt rất là hung dữ và nguy hiểm luôn. Nó có một hàm răng rất là chắc khỏe cùng với rất là nhiều những chiếc răng sắc nhọn ở bên trong. Nó còn sở hữu thêm một thân hình rất là to lớn, săn chắc và đầy cơ bắp luôn. Do di chuyển bằng hai chân nên chân sau của nó khá là to, và chi trước do ít sử dụng nên nó đã bị teo lại rồi và gần như mất tác dụng rồi đó các bạn ạ. Và đây là một số thông tin về con khủng long Vastatosaurus này nha. Và quanh đây không biết còn có những con khủng long nào khác giống như vậy không? Chúng ta sẽ cùng đi tìm thử nha. Wow, ta-da! Con khủng long của mình đã có một cái rổ để đựng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình đi săn khủng long thôi. Let's go. Wow. Nhìn nè các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra có nhiều con khủng long lắm các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ bước qua nó nha. Wow, chúng ta có gì đây? Wow, những con khủng long rất là đẹp luôn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt một con khủng long này lên nha. Đây là con khủng long Ankylosaurus, một con khủng long ăn cỏ di chuyển bằng bốn chân, cơ thể được bọc một lớp giáp rất là cứng cáp. Chúng ta sẽ tạm thời bỏ hết những con khủng long mới này của mình vào đây luôn nha. Và đến với con khủng long tiếp theo nào. Tiếp theo đây là con khủng long Champsosaurus, một loài khủng long ăn thịt. Nó có một cơ thể màu vàng, một cái mỏ dài và di chuyển bằng hai chân nha các bạn. Ngoài ra mình còn có thêm một con khủng long Allosaurus nữa nè các bạn ơi. Wow, một con khủng long ăn thịt, có cơ thể màu xanh da trời, một hàm răng chắc khỏe và chạy bằng hai chân rất là nhanh luôn. Còn lại là một con khủng long rất là to lớn đó các bạn. Mình sẽ nhấc lên và đưa thật là gần lại cho các bạn cùng coi nha. Ta-da, đây có vẻ như là con khủng long Pachycephalosaurus đó các bạn ơi. Một loài khủng long ăn cỏ di chuyển bằng hai chân, có một thân hình khá là to lớn cùng với một cái đầu siêu dày luôn đó các bạn. Và đây cũng chính là vũ khí chính của con khủng long Pachycephalosaurus này đó. Wow, những con khủng long rất là đẹp đúng không nào các bạn ơi. Cùng mình tiếp tục cuộc hành trình đi săn khủng long thôi. Wow, rất là nhiều những con khủng long ở đây luôn. Ngoài ra chúng ta có thể nhìn thấy một cây búa cùng với một cái đầu con khủng long rất là to. Wow, chúng ta có gì ở một con khủng long rất là đẹp này đây. Wow, đây là một con khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex, một con khủng long ăn thịt, nằm trong top những con khủng long nguy hiểm nhất trong các loại khủng long luôn. Nó sở hữu một hàm răng to lớn và chắc khỏe cùng với nhiều những chiếc răng sắc nhọn. Một cơ thể rất là hoàn hảo, hoàn thiện cho việc đi săn của nó, tạo nên một con khủng long rất là nguy hiểm luôn đó các bạn ạ. Khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex. Tiếp theo chúng ta sẽ có một con khủng long Dracorexaurus. Nó có một cái đầu hình tam giác, một cơ thể màu xanh lá cây và một khuôn mặt màu đỏ. Đây là một con khủng long ăn cỏ và di chuyển bằng hai chân nha. Chúng ta có gì nữa nào? Wow, mình sẽ có thêm con khủng long Miragaya, một con khủng long ăn cỏ cổ dài, lưng thì có rất là nhiều gai luôn đó các bạn. À, vẫn còn rất là nhiều các con khủng long ở đây luôn. Và mình đang không biết bắt đầu với những con khủng long nào đây. Mình sẽ cầm đại một con lên nha. Wow, một con chim Pterosaurus. Wow, nó có thể cử động được miệng luôn nè các bạn.
Hai bên cánh của nó còn hai cái bàn tay. Wow, một con chim khủng long rất là đẹp. Rất tiếc là nó đã bị tuyệt chủng từ rất là lâu rồi nha các bạn ơi. Tiếp theo đây là con khủng long Stegosaurus, một con khủng long ăn cỏ. Ở phía trên lưng của nó có những cái gai rất là to và được sơn màu đỏ lên đó, tạo nên một con khủng long rất là bắt mắt và nổi bật. Stegosaurus. Chúng ta có gì nữa đây? Mình sẽ bắt đầu với cây búa này luôn để cho các bạn khỏi phải chờ đợi lâu nha. Đây là cây búa của thần sấm Thor. Hai bên hông cây búa được chạm trổ những hình vẽ hoa văn rất là tinh xảo và đẹp mắt. Thân của cây búa có màu đỏ và khi mình cầm vào có một cảm giác rất là vừa tay luôn. Một món đồ chơi mô hình rất là đẹp và tuyệt vời đúng không nào các bạn? Wow, mình đã nhìn thấy con Dilophosaurus đang nằm nè các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ nhắc lên. Chúng ta có thể gọi nó là con thằn lằn hai mào. Khi trưởng thành thì nó có thể dài tới 7 mét và nặng lên tới 400 kg luôn đó nha. Wow, Triceratops. Hay chúng ta còn được biết đến với một cái tên gọi là con khủng long ba sừng, ăn cỏ di chuyển bằng 4 chân. Ngoài ra còn có những hình vẽ ở trên lưng rất là đẹp luôn đó các bạn. Triceratops. Tiếp theo đây là con Cyclania, ăn cỏ di chuyển bằng 4 chân và có rất là nhiều những chiếc gai ở trên lưng luôn, tạo nên một con Cyclania rất là gai góc. Wow, phía bên này có một con khủng long rất là đặc biệt rồi các bạn ơi. Haha, đây là con khủng long Plesiosaurus, một loài khủng long sống ở dưới nước. Nó có một chiếc cổ dài cùng với lại 4 cái tay bơi sẽ giúp cho con khủng long này di chuyển ở dưới nước dễ dàng hơn và bơi được nhanh hơn đó các bạn. Plesiosaurus. Wow, các bạn nhìn thấy gì không nào? Con King Kong nó đang là muốn chui vô cái miệng của con khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex đó. Wow, một con King Kong rất là to lớn và đẹp. Có một bộ lông màu trắng rất là mượt cùng với một cơ thể săn chắc, khỏe khoắn và đầy cơ bắp luôn. Wow, rất thích hợp cho các bạn mua về để sưu tầm và trang trí đó các bạn. Đây là món đồ chơi cuối cùng của ngày hôm nay rồi. Một cái hộp đồ chơi mang hình dáng của con khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex. Phía bên trong chúng ta có rất là nhiều những món đồ chơi mô hình khủng long, rất là nhỏ nhắn, xinh xắn và đầy màu sắc luôn. Các bạn có thể kể tên được bao nhiêu con khủng long ở trên tay mình nào? Hãy để lại bình luận ở dưới cho mình biết nha. Đây là toàn bộ những món đồ chơi mô hình khủng long của chúng ta ngày hôm nay đó các bạn ơi. Rất đa dạng các con khủng long khác nhau và đầy màu sắc luôn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.